Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng biển Philippines dù Manila đã có 48 công hàm phản đối. Việt Nam Hoa Kỳ thực hiện đối thoại quốc phòng năm 2022. Nhật, thống đốc Denny Tamaki tái đắc cử, ủng hộ giảm số lượng căn cứ Mỹ đồn trú tại Okinawa. Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược. Đây là những gì lịch sử nói. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 13 tháng 9 của DKN TV. Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng biển Philippines, dù Manila đã có 48 công hàm phản đối. Ngày 12 tháng 9, tờ AFA dẫn thông tin từ trợ lý Ngoại trưởng Philippines về các vấn đề biển và đại dương Maria Angelepons trong cuộc điều trần vào tuần qua trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện Philippines rằng tình trạng tàu Trung Quốc xâm nhập vào các vùng biển của Philippines tại Biển Đông vẫn không giảm bớt dù Manila đã đệ hơn 170 công hàng phản đối với phía Bắc Kinh tính từ dịa đầu năm nay. Riêng từ khi tân tổng thống Ferdinand Marcos Jr nhận chức từ hồi tháng 6, có 48 công hàm phản đối. Những công hàm phản đối của Philippines bao gồm các vụ tàu cá của ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép, sự hiện diện phi pháp của tàu Trung Quốc, nạn sách nhiễu ngư dân cũng như các lực lượng chấp pháp của Manila trong vùng biển của Philippines. Tại cuộc điều trần, Thứ trưởng ngoại giao Angelito De Leon nhận định tình hình tại biển Tây Philippines mà Việt Nam gọi là biển Đông tiếp tục cần đáng quan tâm vì những quan ngại về an ninh. Trước thực tế bất ổn đó, Manila buộc phải trang bị thêm tàu, máy bay và trang thiết bị theo dõi thông qua chương trình hiện đại hóa quân đội. Việt Nam Hoa Kỳ thực hiện đối thoại quốc phòng năm 2022 vào ngày 12 tháng 9, đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2022 diễn ra tại Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, cuộc đối thoại được thực hiện sau một năm bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cuộc đối thoại quốc phòng Việt-Mỹ năm 2022 được đồng chủ trì bởi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tiến sĩ Eli Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng song phương Việt Mỹ trong thời gian qua phát triển phù hợp với bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015. Ngoài ra, hai nước thống nhất tiếp tục triển khai tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia giữ gìn hòa bình liên hợp quốc, hợp tác quân y. Việt Nam Mỹ cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. 2013-2023. Nhật, thống đốc Denny Tamaki tái đắc cử, ủng hộ giảm số lượng căn cứ Mỹ đồn trú tại Okinawa. Đài NHK và các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết hôm chủ nhật 11 tháng 9, các cử tri ở Okinawa của Nhật Bản đã bầu lại ông Denny Tamaki làm thống đốc. Ông Tamaki luôn ủng hộ giảm hơn nữa sự hiện diện quân sự của Mỹ trên chuỗi đảo gần eo biển Đài Loan với vị trí địa lý gần Đài Loan hơn là Tokyo, tỉnh Okinawa đã trở thành trung tâm của căng thẳng ngày càng leo thang trong khu vực. Trung Quốc đã phóng 5 tên lửa ra vùng biển gần Okinawa và rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Động thái này của Bắc Kinh nhằm trả đũa việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan hồi đầu tháng 8, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với quốc đảo. Là con trai của một thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và mẹ là người Nhật Bản, Lần đầu tiên ông Tamaki được bầu làm thống đốc tỉnh sau 4 năm vận động chống lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ Nhật Bản. Lần này, ông tập trung nhiều hơn vào kinh tế sau khi đại dịch tấn công ngành du lịch của Okinawa. Ông Tamaki nhận được sự ủng hộ từ liên minh các đảng đối lập. Ông nói với những người ủng hộ rằng, ông sẽ nỗ lực để củng cố mạng lưới an toàn xã hội cho người nghèo và ông không phản đối vấn đề gây tranh cãi về các căn cứ quân sự của Mỹ. Ông nói tôi đã không dao động một mm nào và sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề cơ bản, cũng như sẽ tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình với người dân trong tỉnh và tìm kiếm giải pháp từ chính phủ. Chiến thắng của ông đại diện cho những thách thức mà giới chức Tokyo đang phải đối mặt để chống lại sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Okinawa nằm ở cực nam của đảo Nhật Bản. Đây cũng là nhóm đảo đã chứng kiến một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai, được gọi là trận Okinawa, khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng. Gần một nửa trong số đó là cư dân Okinawa. Okinawa vẫn là nơi có phần lớn các căn cứ của Mỹ trong nước. Hơn 50 năm sau khi nó được trao trả cho Nhật Bản và năm 1972, từ chính quyền Mỹ thời hậu chiến. Quân đội Mỹ là một vấn đề nóng bỏng ở Okinawa, từ lâu đã phẫn nộ với gánh nặng phải điều phần lớn quân đội Hoa Kỳ ở Nhật Bản vào các cơ sở chiếm 5% đất đai của Okinawa. Chính phủ Nhật Bản đặt tầm quan trọng chiến lược đối với Okinawa do đó nó nằm gần các điểm nóng về địa chính trị tiềm năng như Đài Loan, nơi đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc. Ông Hirohino, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Waseda Tokyo cho biết, tình hình sẽ trôi chảy hơn trong bối cảnh này. Các ứng cử viên được Đảng Dân Chủ Tự Do so Hậu Thuẫn đã giành được chiến thắng trong bốn cuộc bầu cử thị trường gần đây ở Okinawa. Một động thái được đánh giá sẽ báo hiệu một sự thay đổi quan điểm, tiềm năng trước cục diện này. Ông Hino nhận định. Tôi nghĩ rằng tình hình ở Đài Loan sẽ có chút tác động đối với Okinawa. Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Thủ tướng Fumio Kishida trong nhiều năm đã thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng để chống lại Trung Quốc. Ông Tamaki, được phe đối lập hậu thuẫn, đã đánh bại cựu thị trưởng Ginowan Asushi Sakima 58 tuổi, người được liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do ủng hộ. Ông Tamaki đã đánh bại ông Sakima vào năm 2018 với 396.632 đến 316.458 phiếu bầu, một phần bằng cách kêu gọi chuyển căn cứ không quân lớn Futenma của Mỹ ra ngoài tỉnh. Ông Sakima ủng hộ kế hoạch của chính quyền Trung ương trong việc di chuyển trạm không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từ thành phố Ginowan, đông dân cư đến khu vực ven biển Henoko của Nago, trong khi ứng cử viên thứ ba cựu nghị sĩ Hạ Viện Mikio Shimoi muốn nó trở thành một sân bay quân sự và thương mại chung. Kế hoạch của Tokyo dường như vẫn không được người dân trên đảo ủng hộ, khi các cuộc thăm dò cho thấy 55% cử tri Okinawa phản đối việc chuyển căn cứ Futenma đến Henoko. Chính quyền Thủ tướng Kishida và chính quyền Mỹ duy trì kế hoạch hiện tại là giải pháp duy nhất vừa bảo đảm tính gian đe trong khuôn khổ liên minh, an ninh song phương lâu dài vừa loại bỏ những nguy hiểm do căn cứ này gây ra. Cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài bình luận có tựa đề Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược. Đây là những gì lịch sử nói. Nội dung từ bản dịch và video được đồng ý đăng lại từ Quan sát thế giới. Sản xuất dựa trên bài viết Win American Depend Taiwan. Here's what history says của tác giả Ian Esten, giám đốc cấp cao tại Viện Dự án 2049, được đăng trên hoover.org. Hồ sơ về các quyết định chính sách trong quá khứ của Washington chứng tỏ rằng khi đối diện với hoàn cảnh trắc nghiệm, các tổng thống Mỹ luôn có thể đưa ra các quyết định bảo vệ Đài Loan, ngay cả trong bối cảnh các tình huống có thể leo thang đến mức chiến tranh hạt nhân cho đến nay chưa có trường hợp nào được biết đến trong đó một tổng thống Mỹ không cử lực lượng đến hỗ trợ bảo vệ Đài Loan nhằm đối phó lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Thưa quý vị, tháng 12 năm 1949, Tưởng Giới Thạch đã chuyển thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc đến Đài Bắc bên bờ sông Đạm Thủy trên đảo Đài Loan. Vị tổng tài Quốc dân đảng Trung Quốc dự định rằng việc di rời này chỉ là tạm thời. Trước đó ông đã nhiều lần phải di chuyển chính phủ của mình đó là khi đế quốc Nhật Bản xâm lược Trung Hoa hay là thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Và lần này là khi quân nổi dậy cộng sản của Mao Trạch Đông chiếm thế thượng phong trong cuộc nội chiến quốc cộng. Trong con mắt của tưởng giới thạch, Đài Loan là nơi hoàn hảo để tái trang bị các lực lượng quân sự đã bị phá vỡ của Trung Hoa Dân Quốc. Đảo chính của Đài Loan được bảo vệ bởi hàng chục thành lũy lớn nhỏ trên đất liền. Nhiều thành lũy nằm ngoài khơi và được bao quanh bởi vùng biển nổi tiếng dữ dội trong bối cảnh quân đội liên tiếp trải qua những thất bại trên chiến trường. Tưởng Giới Thạch tin rằng lực lượng hải quân và không quân vượt trội của mình sẽ biến Đài Loan trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Các sự kiện diễn ra sau đó đã đặt ra cho các đời Tổng thống Mỹ kế tiếp một trong số các câu hỏi về chính sách đối ngoại hệ trọng nhất mà Washington từng phải đối mặt. Trong suốt nhiều thập niên kể từ năm 1949, đã có một số biến cố quan trọng xảy ra để trắc nghiệm xem liệu nước Mỹ có sẵn sàng đối đầu với chính quyền của Bắc Kinh và ủng hộ Đài Loan hay không? Những gì mà Hoa Kỳ đã phản ứng với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ có thể nói lên điều gì đó quan trọng về cách mà quốc gia này sẽ làm trong tương lai. Việc tìm hiểu các bài học lịch sử có thể là một cách giúp dọi sáng hơn lên những vấn đề hiện tại. Vậy thì, lịch sử đã thực sự được viết như thế nào? Chúng ta có thể mong đợi điều gì nếu Trung Quốc thực sự tấn công Đài Loan vào những năm tới hoặc xa hơn nữa? Chiến tranh Triều Tiên. Vào ngày 12 tháng 1 năm 1950, ngoại trưởng Hoa Kỳ, Dean Acheson, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã có bài phát biểu trong đó, ông đề nghị rằng Hoa Kỳ không còn có ý định bảo vệ các đồng minh thủ đầu của mình là Đại Hàn dân quốc, gọi là Hàn Quốc và Trung Hoa dân quốc, gọi là Đài Loan. Theo ông Acheson, những chính phủ đó nằm ngoài vành đai phòng thủ của Mỹ ở châu Á. Bài phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ được cho là đã khuyến khích Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập đẩy nhanh kế hoạch xâm lược Đài Loan của họ. Nhưng trước khi Mao Trạch Đông và các tướng lĩnh của ông ta có thể hành động, thì đồng minh sát vách của Bắc Kinh là chế độ Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên đã phát động một cuộc xâm lược vào Đại Hàn Dân Quốc. Khi biết về cuộc xâm lăng, tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman quyết định rằng nước Mỹ sẽ bảo vệ cả Hàn Quốc và Đài Loan đồng thời ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ ngăn chặn Bắc Kinh tấn công vào pháo đài cuối cùng của Trung Hoa Dân Quốc. Vào ngày 29 tháng 6 năm 1950, Hoa Kỳ đã điều được một hàng không mẫu hạng, một tàu tuần dương hạng nặng và 8 khu trục hạm của Mỹ đã tiến vào eo biển Đài Loan để tiến hành cuộc phô diễn lực lượng ngay trong tầm mắt của các lực lượng quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc, dàn trận dọc theo bờ biển Đại Lục ngay sau đó các thủy phi cơ vũ trang của mỹ đã đóng trên quần đảo bành hồ và bắt đầu theo dõi bất kỳ động thái thù địch nào của bắc kinh đối với đài loan để phát đi mạnh mẽ hơn nữa như tín hiệu cảnh báo sớm của mình hoa kỳ đã điều động các tàu ngầm để giám sát các cảng của trung quốc đối diện đài loan những khu vực mà tàu địch dự kiến sẽ chiếm giữ nếu một cuộc xâm lược xảy ra ngoài ra có bốn tàu khu trục của mỹ đã đến và đóng tại đài loan nhiệm vụ của họ là tuần tra gần bờ biển trung quốc với ít nhất hai tàu chiến theo dõi suốt ngày đêm để tìm kiếm dấu hiệu của một cuộc tấn công đổ bộ có thể của Bắc Kinh. Ngay sau đó, Washington đã thành lập Bộ Chỉ huy Phòng thủ ở Đài Loan và cử nhóm cố vấn hỗ trợ quân sự tới Đài Loan dưới sự chỉ huy của một tướng hai sao. Tổ chức này được giao nhiệm vụ cung cấp, đào tạo, hậu cần và vũ khí cho quân đội Trung Hoa Dân Quốc nhằm phát triển nó thành một lực lượng chiến đấu hiện đại đến năm 1955 đã có hàng chục nghìn lính Mỹ đóng tại Đài Loan, trong đó có hơn 2.000 cố vấn quân sự. Trong những năm tiếp theo, nhóm cố vấn đã biến quân đội Trung Hoa Dân Quốc thành một trong những lực lượng chiến đấu có năng lực mạnh nhất toàn châu Á. Khủng hoảng eo biển Đài Loan 1954-1955 Vào tháng 8 năm 1954, chính quyền Bắc Kinh đã mở một chuỗi các hoạt động quân sự nhằm chống lại các lực lượng Trung Hoa Dân Quốc dọc theo bờ biển Đại Lục Mao Trạch Đông và các phụ tá hàng đầu của ông ta nhận định rằng, bằng cách tấn công các đảo ngoài khơi, họ có thể khiến Washington và Đài Bắc tách rời nhau và tạo tiền đề cho một cuộc xâm lược cuối cùng vào Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cuộc chiến bằng cách pháo kích vào Kim Môn và Mã Tổ, là các nhóm đảo nằm ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến. Không lâu sau, quân đội Trung Quốc PLA tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trên không và trên biển, nhắm vào các quần đảo Đại Trần. Đài Loan 200 dặm về phía Bắc Gần Thai Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc Đến tháng 11 năm 1954 Quân đội Trung Quốc bao vây nhất Giang Sơn Một căn cứ trên đảo của Đài Loan Nằm ở sườn cực Bắc của quần đảo Đại Trần Bằng cách sử dụng các thiết bị Và chiến thuật hiện đại của Liên Xô Quân đội Trung Quốc đã thực hiện Một chiến dịch xâm lược thành công Chiếm lấy hòn đảo này Vào ngày 18 tháng 1 năm 1955 Để đáp trả Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào khu vực với lực lượng hùng hậu, gồm 70 tàu, trong đó có 7 hạng không mẫu hạm. Người Mỹ sau đó đã phát động chiến dịch kinh không với mục tiêu là rút binh sĩ, người dân và thiết bị quân sự cùng vật tư khỏi quần đảo Đại Trần, đảo Bì Sơn và đảo Ngư Sơn đến Đài Loan. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hỗ trợ lực lượng Trung Hoa Dân Quốc di chuyển an toàn khoảng 15.000 dân thường, 11.000 quân, 125 phương tiện quân sự, 165 khẩu pháo trở lại Đài Loan mà không có thương vong. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1955, Washington chính thức củng cố một hiệp ước phòng thủ chung với Đài Bắc. Tổng thống Dwight Eisenhower cũng đã được quốc hội cho phép thực hiện quyền hạn đặc biệt trong việc bảo vệ Đài Loan theo nghị quyết Formosa. Vào tháng 5 năm 1955, quân đội Trung Quốc ngừng pháo kích vào quần đảo Kim Môn và 3 tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thả 11 phi công Mỹ bị bắt. Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan 1954-1955 đã kết thúc nhưng bế tắc thì vẫn tiếp tục. Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1958. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1958, quân đội Trung Quốc bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào Kim Môn, dội xuống quần đảo này hàng chục nghìn quả đạn pháo, mở màn cho cuộc đổ bộ xâm lược đã được lên kế hoạch từ trước. Bắc Kinh tìm cách kiểm tra quyết tâm của người Mỹ xem liệu việc chiếm Kim Môn và mối đe dọa chiến tranh có thể khiến Liên minh Hoa Kỳ-Trung Hoa Dân Quốc tách rời nhau và làm mất tinh thần của Đài Loan hay không. Tuy nhiên, kế hoạch này đã gần như thất bại ngay lập tức. Các kỹ sư quân sự của Trung Hoa Dân Quốc đã đào hầm sâu vào trong tầng đá granite ở Kim Môn, tạo ra các bong ke và thành trì vững chắc dưới lòng đất, cho phép quân phòng thủ vượt qua các cuộc pháo kích mà ít thương vong quân đội Trung Quốc sau đó đã thực hiện một cuộc tấn công đổ bộ vào đảo Đông Đính gần đó và đã bị đẩy lùi. Còn ở khu vực phía Bắc, các đơn vị của quân đội Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh vào quần đảo Mã Tổ. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều không đạt được kết quả. Hoa Kỳ đã điều 4 hàng không mẫu hạm cùng với một số lượng lớn tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu ngầm và tàu đổ bộ đến khu vực. Hạm đội Mỹ có trang bị bom hạt nhân năng suất thấp, được thiết kế nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công bằng chiến thuật biển người của Trung Quốc, một chiến thuật mà quân đội Trung Quốc đã thực hiện trong chiến tranh Triều Tiên trước đó. Vào ngày 18 tháng 9 năm 1958, các khẩu pháo của Hoa Kỳ đã được đưa vào bờ biển Kim Môn. Đây là loại pháo có khả năng bắn được đạn hạt nhân chiến thuật, nhằm đe dọa thiêu dụi bất kỳ kẻ xâm lược nào. Những khẩu súng khổng lồ này cũng bắn được những phát đạn thông thường, hỗ trợ tăng hỏa lực và nhuệ khí cho các đơn vị đồn trú Đài Loan. Trong cuộc khủng hoảng, các phi công của lực lượng không quân Trung Hoa Dân Quốc đã sử dụng tiêm kích phản lực siêu thanh F100 Super Sabre và tên lửa Sidewinder không đối không loại mới để giao tranh với các máy bay MiG 17 của quân đội Trung Quốc trong các trận không chiến. Kết quả đạt được mang tính quyết định, lực lượng không quân Trung Hoa Dân Quốc đã giành được 33 lần tiêu diệt đối phương trong khi hy sinh 4 phi công. Vào ngày 6 tháng 10, Bắc Kinh tuyên bố ngừng bắn dưới áp lực từ đồng minh Liên Xô. Moscow lo ngại rằng cuộc giao tranh có thể leo thang và trở thành chiến tranh hạt nhân. Cuộc khủng hoảng năm 1958 đã kết thúc và các căn cứ trên đảo ngoài khơi của Đài Loan vẫn không bị đánh bại. Khủng hoảng eo biển Đài Loan 1995-1996 Vào đầu những năm 1990, Đài Loan bắt đầu chuyển đổi một cách hòa bình sang một nền dân chủ. Khi chiến tranh lạnh kết thúc, có vẻ như hy vọng rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ công nhận Đài Loan là một quốc gia hợp pháp và độc lập. Tổng thống Đài Loan khi ấy là ông Lý Đăng Huy đã công khai ra hiệu rằng, theo quan điểm của ông, nội chiến quốc cộng Trung Hoa đã kết thúc. Đài Loan bây giờ là Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc là Đài Loan. Và đất nước của ông sẽ không còn tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ do chính quyền Bắc Kinh kiểm soát. Vào tháng 6 năm 1995, ông Lý Đăng Huy trở lại trường cũ của mình, Đại học Cornell, để thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng của Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đáp trả động thái này bằng cách tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và bắn tên lửa vào vùng biển phía bắc Đài Loan. Vào tháng 8, quân đội Trung Quốc đã di chuyển một số lượng lớn binh lính đến các khu vực đã định trước, nếu chiến tranh xảy ra, tiến hành các cuộc tập trận hải quân và thực hiện một loạt vụ phóng tên lửa khác. Tháng 11 năm 1995, Bắc Kinh tổ chức một cuộc diễn tập tấn công đổ bộ. Vào tháng 3 năm 1996, ngay trước cuộc bầu cử quân đội Trung Quốc đã bắn thêm nhiều tên lửa đạn đạo vào vùng biển trực tiếp ngoài khơi hai cảng lớn nhất của Đài Loan và ngầm đe dọa biến một cuộc tập trận theo kế hoạch thành một cuộc xâm lược thực sự. Washington đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt cuộc khủng hoảng lần này. Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Bill Clinton đã đáp trả các hành động khiêu khích của Bắc Kinh bằng cách cử hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạn đến vùng biển gần Đài Loan. Hành động của người Mỹ đã thành công. Đảng Cộng sản Trung Quốc lùi bước và cuộc bầu cử của Đài Loan đã diễn ra theo như kế hoạch. Tổng thống Lý Đăng Huy đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử với tỷ số cách biệt và cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan 1995-1996 đã kết thúc với một kết quả tích cực. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn bị cô lập về mặt ngoại giao và dần trở nên dễ bị tổn thương hơn theo thời gian. Trước một thế lực Trung Quốc ngày càng bành trướng lên nhờ sự vỗ béo của cả thế giới sau khi gia nhập WTO, Xu hướng này đã tiếp tục không suy giảm cho đến tận ngày nay. Hàm ý cho tương lai. Theo nhận định của nhà phân tích Trung Quốc Ian Esten, giám đốc cấp cao tại viện dự án 2049, thì các tiền lệ trước đây có thể sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo Mỹ một số hướng dẫn thiết thực trong những trường hợp tương tự sau này. Hồ sơ về các quyết định chính sách trong quá khứ của Washington chứng tỏ rằng khi đối diện với hoàn cảnh trách nhiệm, các tổng thống Mỹ luôn có thể đưa ra quyết định bảo vệ Đài Loan. Ngay cả trong bối cảnh các tình huống có thể leo thang đến mức chiến tranh hạt nhân. Ví dụ vào năm 1958, Washington đã quyết tâm bảo vệ Đài Loan chống lại cuộc xâm lăng của Trung Quốc, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường và ngay cả khi việc sử dụng như vậy có thể dẫn đến sự trả đũa hạt nhân từ phía Liên Xô, khi đó vẫn đang có liên kết chặt chẽ với chế độ Bắc Kinh. Và có lẽ đáng chú ý hơn nữa là những quyết định của nước Mỹ trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1995-1996. Trong trường hợp đó, Washington đã triển khai các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạng đến vùng biển gần Đài Loan, bất chấp việc Trung Quốc trước đây đã cho nổ hai đầu đạn hạt nhân tại một bãi thử, đồng thời đã thực hiện nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang hạt nhân và trên thực tế đã ngầm đe dọa tấn công Los Angeles trên lãnh thổ Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Quyết tâm được giới lãnh đạo Mỹ đưa ra vào năm 1996, có thể được coi là đặc biệt đáng chú ý. Trong bối cảnh Hoa Kỳ khi ấy đã không còn công nhận chính thức về mặt ngoại giao đối với Đài Loan. Cho đến nay, chưa có trường hợp nào được biết đến trong đó một tổng thống Mỹ không cử lực lượng đến hỗ trợ bảo vệ Đài Loan nhằm đối phó lại mối đe dọa từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu hồ sơ theo dõi này phản ánh được cách thức hoạt động dự kiến của Washington trong tương lai thì những năm tới có khả năng chính phủ Mỹ sẽ liên tục cải thiện khả năng sẵn sàng hành động để bảo vệ Đài Loan, phù hợp với bức tranh về mối đe dọa từ Bắc Kinh đang liên tục phát triển. Trong thời điểm khủng hoảng xảy ra, các nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ gửi nguồn lực quân sự áp đảo lên khu vực eo biển Đài Loan và thực hiện rõ ràng hơn các cam kết của họ đối với quốc phòng Đài Loan. Đồng thời, trong những năm tới, dự kiến Washington sẽ cải thiện khả năng cảnh báo sớm của họ thông qua các cuộc tuần tra bằng tàu chiến tàu ngầm và máy bay thường xuyên ở eo biển Đài Loan. Cũng đồng thời mở rộng các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với các cơ quan an ninh của chính quyền Đài Loan. Cũng có khả năng Hoa Kỳ sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện ngoại giao, thương mại, tình báo và quân sự của mình ở Đài Loan. Vẫn còn một câu hỏi bỏ ngỏ, đó là liệu lực lượng tuần tra Đài Loan và tổ chức giống như nhóm cố vấn hỗ trợ quân sự, xưa kia có thể được tái lập hay không? chưa nói đến mối quan hệ chính thức giữa các quốc gia hay là liên minh phòng thủ. Nhưng mỗi bên đều có thể nhìn vào những ví dụ trong quá khứ để tìm kiếm những sáng kiến chính trị và quân sự cho hiện tại. Mà khi kết hợp lại, vốn đã thành công trong việc giúp ngăn chặn nỗ lực xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở đây, chúng ta có thể tìm thấy những bài học tích cực cho tương lai. Thưa quý vị, một tuyên biển Đông eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.